Ngọc Mai sẽ mang đến cho quý bạn đọc cuốn sách Đường Ngược Chiều, từ bạn người giao đến học bổng Erasmus của cô gái sinh viên trẻ Trào Thị Yến. Phải trưởng thành từ những năm tháng hết sức biến động và đón nhận mọi thứ với một tâm hồn nhạy cảm, người ta mới có thể kể lại ký ức một cách vẹn nguyên, sống động và nhẹ nhàng như cách mà Trào Yến kể về cuộc đời của mình qua cuốn tự truyện Đường Ngược Chiều, từ bạn người giao đến học bổng Erasmus. Cuốn sách là tự truyện của một cô gái người giao đã giành được học bổng ngành quản lý tài nguyên rừng bền vững trị giá hơn 50.000 USD của Đại học Göttingen, Đức. Tốt nghiệp lớp 9, cũng như bao gia đình khác ở miền núi, bố mẹ Yến bắt nghỉ học để làm dẫy, chuẩn bị gả chồng. Suốt 3 năm trời ở nhà, không ngày nào Yến không nhắc đến việc đi học. Cuối cùng thì mẹ Yến cũng đã thương con gái và gật đầu đồng ý. Học xong cấp 3, Yến thi vào trường đại học lâm nghiệp, vừa học vừa làm. Sau mọi nỗ lực phấn đấu khát khao học tập, cô gái đã nhận được phần thưởng xứng đáng về mình. Trong đoạn trích cuốn sách có ghi, thầy Thanh hỏi tôi, Yến không đi học gì à? Tôi thừa, dạ không thầy, bố mẹ không cho em đi học. Thầy lại nói tiếp, cứ mãi không đi học thì bao giờ mới thoát nghèo hả em? Bố mẹ cả đời vất vả rồi, em không đi học sau này lại vất vả. Tôi giả vờ quay mặt để gạt đi những nước mắt. Tôi là đứa hay khóc, nhưng tôi tự thấy tôi kiên cường. Thầy Thanh lại hỏi, thế bây giờ em có muốn đi học nữa không? Câu gọi của thầy chạm đúng vào vết thương lâu lắm đang chờ ngày bừng ngủ. Tôi vừa ngậm ngùi nước mắt trong miệng, ngậm ngừng một lúc lâu, gắng kìm cảm xúc xuống, tôi mới dám trả lời thầy. Dạ em có ạ, nhưng nhà em nghèo, bố mẹ không nuôi được em đi học nên thôi thầy ạ. Thầy im lặng một lúc lâu rồi an ủi, ừ, thế cố gắng em nhé. Cuốn sách gồm hai phần chính, phần 1 ấu thơ, phần 2 trưởng thành. Phần 1 ấu thơ, hành trình từ bản giao đến học bổng châu Âu bắt đầu bằng tuổi thơ đầy vất vả của cô Trạm Thị Yến. Trong phần này có nhiều mục nhỏ như ngày hứng nắng kể về ngày đầu tiên Trạm Yến được biết đến sách vở, cuộc chiến với tiếng Kinh, những thứ Trạm Yến thèm thuồng nhưng chưa bao giờ có được. Phần này lấy đi nhiều nước mắt của tôi cũng như là độc giả vì cô kể quá chi tiết về những nỗi vất vả của những em bé trên miền núi phía Bắc. Thông qua phần này, chúng ta có thể thấu hiểu được số phận của những con người sống ở miền núi, đồng cảm cái khó khăn, cái khổ cùng họ. Ở phần 2, trong phần Đường Ngược Chiều, tác giả đã nêu ra những chông gai, những lần chối bỏ không muốn đi học vì nhà quá nghèo. Nhưng quãng thời gian băng rừng vượt núi để qua Trung Quốc bán rau củ, kiếm chút tiền trang trải. Sau đó, Trào Yến cũng đã trưởng thành, đậu đại học và đi du học. Con đường tương lai của Trào Yến mở rộng. Trào Yến đã nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ của mình, viết lên một cuốn sách truyền cảm hứng du lịch độc đáo này, đó là cuốn Đường Ngược Chiều. Sau khi kết thúc chương trình du học, Trào Yến trở về Việt Nam làm việc với lý tưởng mới về việc thoát nghèo. Cô nói trong phần bài phỏng vấn, thoát nghèo là phải có thể giúp đỡ được nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, có kế sinh nhai bền vững, trẻ em không ai phải bỏ việc học. Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách được tác giả để dành cho quỹ học bổng cho học sinh nghèo. Cuốn sách Đường Ngược Chiều không chỉ là cuốn tự truyện của riêng người mà còn đi xa hơn, nó góp sức vào hành trình thoát nghèo của nhiều cuộc đời khác, trở thành nguồn cảm hứng, động lực, mạnh mẽ, dũng cảm, kiên cường, cố gắng theo đuổi ước mơ đến cuối cùng. Ước mơ được học tập và cũng là một tấm gương sáng cho sinh viên ngày nay.